Chào các em, chúng ta lại gặp nhau ở vòng thi số 7, Vi Lượng Bích của khối lớp 8. Thì quả thật là thầy cũng không biết là hôm nay là cái ngày mở vòng, cho nên là thầy làm hơi muộn, các em thông cảm nha. Thì cứ tưởng là 2 tuần nó mới mở một lần mà ai biết đường đâu. Thì cũng trước khi vào bài thi đầu tiên thì thầy cũng xin cảm ơn rất là nhiều các em học sinh ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Các em đã rất là nhiệt tình ủng hộ các cái khóa học luyện thi viên bích trên mạng đầu tiên mà thầy vừa mở, khóa V61, V71, V81 và V91. Chứng tỏ kiến thức của thầy đã được các em đón nhận và lan tỏa rất là rộng. Là thầy sẽ tiếp tục mở các khóa học nâng cao hơn nữa ở các cái lĩnh vực như là số học, đại số hay hình học, hay là những khóa học thi trắc nghiệm thử với cái hệ thống đề sát với đề của Bộ Giáo dục để cho các em thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh tốt hơn. Thì mọi thông tin đăng ký học các em vào trang web Bùi Nguyên Luận ha, wordpress.com để đăng ký. Các hướng dẫn đều được thực hiện bằng video rất là dễ dàng, học phí thì nhẹ nhàng thôi, 100.000 đồng cả khóa ha, chứ không phải là mỗi tháng đâu các em nhé. Bài làm đầu tiên, bài thi số 1 chọn liên tiếp hai ô bằng nhau. Rồi. Ta chuẩn bị một tờ nháp như thường lệ thôi nhé, để lưu lại kết quả ha. Quan sát đề. Ô đầu tiên người ta cho mình là âm 2 luôn, thì mình cứ thế mình ghi lại thôi. Mũ 0 thì bằng 1, 1 cộng 15 thì bằng 16. Đừng hỏi tại sao các em nhé. Rồi giá trị nhỏ nhất thầy đã trình bày rất kỹ trong khóa học V81 vừa rồi các em ha. Dùng kỹ thuật thầy đã dạy trong khóa học V81, các em sẽ ra ngay giá trị nhỏ nhất là bằng 10. 10 các em đạt được khi x bằng âm 1/6. Còn nếu các em chưa tham gia khóa học V81 thì thầy cũng hướng dẫn luôn. Các em sẽ biến đổi là 36x bình cộng cho 2 nhân 6x và cộng 1 cộng 10. Như vậy nó sẽ bằng tiếp là 6x cộng 1 tất cả mũ 2 và cộng cho 10. Cái này thì lớn hơn bằng 10. Một cái bình phương thì bé nhất bằng 0 cộng 10 thì tạo thành bé nhất bằng 10. Và cái này nó sẽ đạt được thấp nhất là 10 khi 6x cộng 1 bằng 0 nhé, tức là x bằng âm 1/6. Nếu người ta hỏi đạt được khi x bằng mấy thì em trả lời là âm 1/6 ha. Bài này cũng là một bài tập mẫu ở trong khóa học V81. Bây giờ thầy sẽ biến đổi bằng toán học. Thầy đặt biểu thức đó là biểu thức A này. A bằng 2x mũ 2 cộng 2y mũ 2 trừ 2xy trừ 6y cộng cho 21. Bây giờ các em sẽ tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Thì kỹ thuật phân tích để biến nó thành cái biểu thức mà ta có thể tìm được giá trị nhỏ nhất một cách dễ dàng á, thì thầy đã nêu trong khóa học V81 rồi. Còn ở đây thì thầy sẽ giao hóa nhanh 2x bình trừ 2xy rồi cộng cho 2y bình trừ 6y và cộng cho 21. Bây giờ thầy sẽ nhân a cho 2. Thì nhân a cho 2 cái nhé. Thì chỗ này sẽ thành 4 nè. Chỗ này thành 4. Chỗ này thành 4. Chỗ này thành 12 và
chỗ này thành 42. Tại sao thì nhân với 2? Thì các em sẽ tìm hiểu trong khóa học V81 ha. Thì chỗ này thành 4 mũ 2. Rồi 4xy thì giao án ra, 4y bình ra vị trí thứ 3. Đây là 12. Còn đây là 42. 4x mũ 2 thầy giữ là trừ cho 4xy. Và thầy ghi cộng cho y mũ 2. Đã lập thành một cái hàng lĩnh thức đó kìa. Còn sót lại 3y mũ 2 nha. Trừ cho 12y. Cộng cho 42. 42. Rồi các em để ý ba cái hàng lĩnh thức, ba cái hàng tử này nè. Ta nhóm lại. Ba hàng tử xong ta nhóm lại. Rút ba ra ngoài luôn. Sau này rút ba ra ngoài luôn. Rồi từ từ cũng được. Bằng cái này thì em thấy hàng lĩnh thức rồi đó. 2x trừ cho y tất cả bình. Còn bên kia là rút 3 ra ở trong còn y bình. Trừ cho 4y và cộng cho cộng 4 thôi là đủ xài rồi. Là đủ thành hàng lĩnh thức rồi. 3y bình trừ 2y bằng 42. 42 mà trích ra 12 thì còn lại là 18. 28 nhé. 12 đâu có. 42 trích 12 thì còn 30. Các em thử lại đi, nó vẫn bằng như cũ à. Nha. 2 trừ y tất cả bình là nó bằng cái mặt đơn này. Còn 3 nhân cho y bình trừ 4y cộng 4 là nó ra bằng 3 y bình trừ 2y cộng 12 cộng 3, 30 là thành 42 đó. Rồi tới đây các em thấy là cái này là xong nhiệm vụ rồi nè, ta để nguyên. Cộng 3 y trừ 2 tất cả mũ 2 và cộng cho 30. Tới đây thì các em thấy lớn bằng 30 rồi. Cái bình phương này tồi nhất bằng 0. Cái bình phương này nhân 3. Cái bình phương này tồi nhất bằng 0 nhân 3 là số dương thì cũng tạo thành cái tồi nhất bằng 0 thôi. Hai cái này lớn bằng 0 cộng lại thì cũng tạo thành một cái lớn bằng 0, tức là bé nhất bằng 0 đó. Rồi cộng 30 thì sẽ tạo thành giá trị nhỏ nhất là bằng 30 em nhé. Tại sao thầy lại nhân được 2? Tại sao thầy lại tách tài tình như thế này? Hãy tìm hiểu trong khóa học V81 em nhé. Đây bằng 30. Cái này thì quá dễ, trừ 2. Cái này thì người ta cho thì mình ghi lại thôi. 7.200 chia cho âm 3. 7.200 chia 3. 2.400 âm 2.400. Rồi tiếp theo là 16. Cái này là âm 1/6. Tiếp theo là 12. Ủa thầy thấy không có 30. À trở lại cái bài nãy chắc có vấn đề. À đúng rồi. Cái 30 này là giá trị nhỏ nhất của 2A kìa. 2A ha. 2A lớn bằng 30. Suy ra là A sẽ lớn bằng 15. Tức là min min A sẽ bằng 15 các em nhé. Chứ không phải là 30 đâu. Đây là 15. Trong loạt bài min max của khóa học V81 thì thầy đã giảng cái cách phân tích của cái đa thức có 2 biến, 3 biến để tìm min, tìm max. Các em theo dõi trong khóa học đó nếu có thời gian em ha. Rồi giờ ta chọn các đáp án giống nhau, âm 2 với âm 2. 16 với 16. 2.400 âm 2.400. Rồi 15 với 15. Ủa sao kỳ vậy? Hình như có vấn đề rồi. Này 10 mà. Này 12. Vậy mình sai được cái mời, sai chỗ nào rồi đó. Này âm 1/6. Sao bằng nhau được trời. À đây là giá trị của x mà. Còn mình lại đi tìm giá trị nhỏ nhất. Chê. Hồi nãy giá trị nhỏ nhất là bằng 10. Nhưng mà người ta đâu có hỏi giá trị nhỏ nhất, người ta hỏi là x bằng bao nhiêu để đạt giá trị nhỏ nhất.
Nguy hiểm quá. Hồi nãy biểu thức P, minh P á, nếu tôi không lầm á, thì biểu thức P hồi nãy là nó bằng bao nhiêu nhỉ? 6x cộng 1 tất cả bình rồi cộng cho 10, vậy giá trị nhỏ nhất là 10. Đạt khi 6x cộng 1 không, tức là x sẽ bằng âm 1 phần 6. Như vậy là đây là âm 1 phần 6 các nhé. Vậy nó đi với lại cái anh này nè, không? Còn này sao lại bằng 15 ta? Hình như thầy sai 2-3 lần luôn. Coi lại. Coi lại. 2 nhân 2 là 4, 4, 4, 12, 42 đúng rồi. 4x bình trừ 4xy cộng 4y bình ra trừ 12 cộng 12 rồi. Rồi ba cái này nhập lại, ok. 2x tất cả bình, 2 nhân 2x nhân y rồi, ok. 3y bình, 4. 3 nhân 4 là 12. 42. Mà trích đi 12 thì còn 30 thôi đó. Đúng không? Sao kỳ ta? Đây 12 này, đây 15 mà. Vậy là mình sai chỗ nào đó kìa. Hơi bình tĩnh nha. 2 nhân 2 là 4, 2 nhân 2 là 4, 2 nhân 2 là 4, 6 2 12, 21 nhân 2 là 42. Rồi ok. 4x bình trừ 4xy cộng 4y bình trừ 12y cộng. Rồi y bình này xé ra là thành một cái y bình cộng 3y bình. Rồi cái này 2x trừ y 4x bình trừ 4xy. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Rồi cái này rút 3 ra thì còn y bình thôi, rút 3 cũng 4 thôi. 42 mà rút 3 thì còn mấy? 42 mà rút 3 thì còn lại là 14. Bằng 4 12 đúng rồi. 14 này là xé ra tiếp là thành 4 cộng cho 10. Như vậy là thầy đâu có sai. Thì min A là bằng 15 mà. Sao đây ra 12 ta? Thôi chọn đại đi. Ý tưởng thì kem nắm rồi được nha. Ý tưởng thì kem nắm được rồi ha. Đó, vậy thôi. Hoặc là tối quá rồi, buồn ngủ quá rồi, chắc là thầy sai chỗ nào. Nhưng mà ý tưởng kem nắm được là được rồi nha. Ta qua bài thi số 2. Cóc vàng tại ba. Ồ, cái này mất điểm là mất luôn, khỏi cứu. Tôi sợ cái này. Nặng dữ à. Nặng quá. À, rồi ra rồi. Cho tứ giác thì tổng 4 góc á, là sẽ bằng 360. Mà hai góc này cộng lại 140 rồi. Hai góc kia cộng lại sẽ bằng 220. Quá dễ dàng. Hình thoi là tứ giác. Có hai hình chéo bằng nhau, quá bậy. Hai hình chéo khác nhau tại trung điểm mỗi đường thì mới đủ điều kiện là hình bình hành thôi. Hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau thì chẳng là cái hình gì cả. Đây, cái này mới đúng kìa. Hai hình chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì thành hình bình hành. Hình bình hành có hình chéo vuông góc chính thức trở thành hình bình thoi. Cái này dấu hiệu nhận biết các hình kem học rồi.
Hình thoi á, thì nó có hai trục đối xứng thôi các em, nó chính là hai đường chéo luôn á. Rồi cứ nhớ trục đối xứng thì mình gấp theo trục đối xứng là hai phần nó chồng lên nhau khít thôi. Toàn bài hình không nhỉ? Hình thoi ABCD, các em vẽ hình đi. Hình thoi ABCD có AB bằng 6, M là trung điểm BC, N là trung điểm DA, giải thành đường trung bình đó. Đường trung bình thì bằng tổng hai đáy chia đôi, vậy là bằng 6 cộng 6 chia đôi thì cũng bằng 6 thôi các em. Vẽ hình ra các em thấy bằng 6 liền à, khỏi sửa thì mất công. Phép chia ra thức này cho ra thức này có thương là trong khóa học V81 thầy dạy nguyên một chuyên đề về chia hai đa thức các em nhé. Các em thấy tận dụng được cái gì thì các em tận dụng. Còn bây giờ tôi sẽ giới thiệu một cái cách chia đa thức mà rất hay gặp, đó là muốn chia một đa thức cho một đa thức khác thì các em ráng sức đi phân tích đa thức bị chia thành nhân tử sao cho nó xuất hiện đa thức chia trong đó ha. Ở đây chính là 3x tất cả mũ 3 cộng cho 1 mũ 3. Đây là hàng đẳng thức số số 6, tổng hai lập phương thì bằng tổng nhân bình phương thiếu của hiệu. Như vậy thầy sẽ biến cái này thành tổng nhân bình phương thiếu của hiệu 3x bình 9x bình nè, trừ cho a nhân b là 3x nhân 1 là 3x, cộng cho 1 bình là 1, vậy thôi. Như vậy là cái đa thức bị chia là bằng cái tích của hai đa thức này rồi đem chia cho 9x bình trừ x cộng 1 thì nó còn lại này, cái này chính là thương nè, đây chính là thương nè ha, 3x cộng 1 em. Thì các em nhớ cái quy luật này nè, 5 mà nhân cho 7 rồi lại chia cho 7 thì nó lại bằng 5 đúng không, hay là 6 nhân cho 3 rồi lại chia cho 6 thì nó lại bằng bằng 3 thôi chứ gì đâu. Như vậy 3x cộng 1 nhân cho 9x bình trừ x cộng 1 rồi lại chia cho 9x bình trừ x cộng 1 nó còn 3x cộng 1 thôi. Có vẻ dễ. Giá trị lớn nhất các em dùng kỹ thuật mà thầy đã dạy. Giá trị lớn nhất sẽ bằng 19 đạt được khi x bằng trừ 2. 19 này. Còn phân tích theo toán học, biến đổi toán học thì các em sẽ phân tích như sau. M sẽ bằng trừ của x mũ 2 cộng 4x cộng 4 rồi cộng cho 19. Không tin các em thử đi. Phá mặt ra lại trừ x bình vẫn bằng như cũ cộng 4x rồi trừ 4 cộng 19 là bằng 15 ha. Cái này nó sẽ bằng là trừ x cộng 2 tất cả bình rồi cộng 19. Cái này nhỏ hơn bằng 19. Tức là max của m sẽ bằng 19. Max của m bằng 19 đạt khi x bằng âm 2. Cái bình phương này lớn hơn bằng không, gắn dấu trừ thì thành nhỏ hơn bằng không. Cái thì đang tô màu xanh là nhỏ hơn hoặc cao nhất là bằng không. Thì trường hợp cao nhất là bằng không là cộng với 19 thì nó cao nhất là bằng 19 em nhé. Phân tích cái này thành nhân tử thì trong khóa học V71 thầy cũng dạy rồi. Bây giờ thầy nhắc cho những em cái cách làm đối với những em mà chưa có tham gia khóa học đó. Cái chuyện này ta sẽ còn gặp cho tới cuối cuối năm học luôn, cho tới vòng thứ 19 luôn. Đầu tiên em tách 7x ra thành 3x cộng cho 4x cộng cho 12. Còn tại sao lại tách được như vậy thì trong khóa học đã nêu rất rõ ha. X cộng 3x các em rút x ra ở trong còn x cộng 3. Rồi 4x cộng 12 các em rút 4 ra ở trong còn x cộng cho 3 luôn. Hai nhóm có x cộng 3 chung, rút làm nhân tử chung thì ở trong còn x cộng 4. Vậy thôi.
x cộng 3 nhân x cộng 4 là đáp án cuối cùng. Đây chính là hiệu nhân bình phương thiếu của tổng. Nó ra hàng đẳng thức số 7, nó sẽ bằng hiệu hay là phương, nó chính là cái này. Các em ngẫm nghĩ theo lời thầy nói rồi phân tích nó sẽ đúng rồi. Thực hiện phép chia này, ta lại làm y như nãy các em. Một là các em đặt cục dọc, các em chia ngoài nháp nhé. Hai là các em phân tích đa thức bị chia thành sao cho nó lộ ra đa thức chia. Giờ thầy phân tích cho nó lộ ra đa thức chia nè. Còn các em có thể chia cục dọc nha. 2x mũ 4 thầy cho ghép với trừ 2, rồi trừ 3x mũ 3 thầy cho đây với 3. Hai cái này nhóm vô một nhóm, không phải đổi dấu bởi vì đằng trước ngoặc không có dấu gì hết, coi như dấu cộng. Còn này đằng trước ngoặc là dấu trừ nè. Vậy chuẩn bị nhóm vô là dấu cộng ở dưới, đổi anh dấu trừ đó các em. Thay đổi luôn. Rồi. Ở nhóm thứ nhất, thầy rút 2 ra. Ở trong 1x mũ 4 trừ 1. Ở nhóm thứ hai thầy rút 3x ra. Ở trong còn x mũ 2 trừ 1. Tiếp tục 2. X mũ 4 trừ 1 thầy thấy nó chính là hàng đẳng thức số 3. Nó sẽ bằng x bình trừ 1 nhân cho x bình rồi lại cộng cho 1 rồi trừ cho cái này. Đó. X mũ 4 là x mũ 2, tất cả mũ 2 nó cùng 1 là 1 mũ 2. Vậy là thành A trừ B nhân A cộng B nè. Rồi tiếp tục thầy rút x mũ 2 ra. X mũ 2 trừ 1 ra là nhân tuyệt chung. Vậy ở trong là còn 2 x mũ 2 cộng 1 trừ cho 3. Và nó sẽ bằng là x mũ 2 cộng 1. Rồi giờ thầy phá ngoặc đơn ở phía trong ngoặc vuông, đưa ngoặc vuông trở về ngoặc đơn. Như vậy là thầy sẽ có là 2x mũ 2 cộng 2 rồi trừ cho 3. Như vậy đã xuất hiện, ô thôi chết, đây dấu trừ chứ. Giờ đã xuất hiện đa thức chia nè. Đa thức bị chia là bằng đa thức chia này nhân với đa thức đằng sau. Vậy phép chia này là phép chia hết. Và cái đa thức đằng sau này chính là thương nè các em, không có dư ha. 2x bình trừ 3x cộng 2. Đây, nó đây. Mày đi rồi ha. Nó đây. Số dư trong phép chia thì cách tìm số dư thì thầy đã dạy rất là kỹ càng trong khóa học V81 ha. Bây giờ những bạn mà chưa học khóa V81 thì bài này không thể làm được một cách nhanh chóng, mà chúng ta vẫn làm được nhưng mà sẽ hơi dài. Các em sẽ làm bằng cái cách đặt chia cục dọc ha, đặt chia cục dọc. Các em sẽ đặt chia cục dọc để tìm số dư. Còn những bạn nào đã tham gia khóa học V81 rồi thì số dư chính là f của 6 các em. Số dư là f của 6. Như vậy là ta tính giá trị của đa thức fx này nè. Lúc x bằng 6 thôi. Âm 2 x mũ 5 cộng 70 x mũ 3 trừ 4 x bình cộng x trừ 1 6. Số dư là âm 571 nha. Bây giờ mấy bạn mà chưa tham gia khóa học á thì thầy sẽ tìm cách giải nhanh nhất. Trong khóa học thầy có chứng minh rất kỹ càng về cơ sở toán học ha. Còn giờ ở đây mình thầy nói thêm cách dễ hiểu nhất đi. Fx sau khi chia cho x trừ 6 được cái thương là y và dư lại là r ha. Thương nó không biết bao nhiêu, dư r không biết bao nhiêu. Bây giờ thầy lấy f6 thì nó sẽ bằng
6 trừ 6 cộng r, 6 trừ 6 nhân quy cộng r ha. Như vậy là F6 chính là bằng 0 nhân quy cộng r, mà 0 nhân quy là bằng 0, vứt luôn đi là bằng r ha. Vậy tóm lại là F6 là bằng r, hay nói cách khác là số dư r chính là F6 thôi. Rồi ta thay cái x bằng 6, rồi ta tính ra là âm 571. Này ta còn gọi là định lý Bayesian các em nhé. Định lý Bayesian ha. Trong khóa học đó thầy chứng minh rất kỹ. Và có rất nhiều dạng bài tập xoay quanh cái định lý Bayesian đó. Mà áp dụng cho tới vòng số 19. Thì nếu các em thích thì các em hãy đăng ký học ngay cái khóa học V81 ở trên mạng ha. Về tấm 1 buồn ngôn luận wordpress.com kia nha. Khóa học về tấm 1 học phí toàn khóa 100.000 thôi ha. Cách nộp, cách đăng ký có video hướng dẫn. Nhiều em là không để ý, thầy đã hướng dẫn kỹ trên video mà các em vẫn không có để ý coi, cho nên lúc đăng ký là cứ lập trà lập chụp, điện tới điện lui, tốn tiền thoại các em nhé. Bài thi số 3. Bài thi này ta giải như sau. Tính chất sau đây, A nhân B bằng 0. Thì các em suy ra là A bằng 0 hoặc là B bằng 0. Nhớ điều đó. Mục tích bằng 0 khi một trong các thừa số của nó bằng 0. Giả sử đây có thừa số C nữa thì đây thêm một bài toán con nữa là C bằng 0. Nói một cách dễ hiểu, thầy thường nói như sau: muốn giải bài toán mẹ này, ta giải 3 bài toán con này. Vậy thôi. Như vậy là x cộng 3 x bình trừ 4 bằng 0, thì thầy tách thành hai bài toán con. X cộng 3 bằng 0 hoặc là x bình trừ cho 4 bằng 0. Vậy thôi. Bài toán con thứ nhất, x sẽ bằng âm 3. Bài toán con thứ hai, x bình sẽ bằng 4. Bài toán con thứ nhất kết quả ra sao thì cứ ghi lại chờ đợi. Bài toán con thứ hai, x bình bằng 4 thì x sẽ bằng cộng hoặc là âm 2. Như vậy có 3 kết quả, âm 3 này, dương 2 này và âm 2. Người ta đòi hỏi giá trị x dương, vậy các em lấy x bằng 2 cho thầy. Hình thoi ABCD vẽ hình gấp ABCD góc đen 70. Như vậy góc DBA ABCD, góc DBA sẽ là tia phân giác nó chắn ngang qua dài bằng 35 độ. Các em vẽ ra đường chéo của hình thoi sẽ là phân giác của góc trẻ ra thành 35 độ thôi. Những bài nó cực kỳ phức tạp thầy mới vẽ hình các em nhé. Rồi, cái này ta dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy trong khóa học V81 để giải nhanh. Cũng chả cần cái này, thấy hàng đẳng thức không nè. Rồi, xong. X bằng âm 2 các em. Các em khai triển bằng tay, biến đổi toán học nó cũng ra âm 2 thôi. Nhưng mà đã có khóa học mà rút gọn thời gian thì tội gì mình không tận dụng ha. Bài này thì cứ lại sử dụng cái kỹ thuật tính toán mà thầy đã dạy thôi. 2x bình nè, cộng 4x nè, cộng xy nè,
biến đổi làm chi cho nó mệt. 88 âm 76 9.000 kìa, 9.000. Còn nếu các em lắp ghép lại thành hàng đẳng thức đồ gì đó thì cũng được thôi ha, nhưng mà không đáng, không đáng công mình đâu. Câu cuối cùng, số nguyên dương x thỏa mãn điều này. Rồi, giờ thầy hướng dẫn bài này. Thầy sẽ đặt đặt 2x mũ 2 cộng x bằng y. Như vậy cái đề toán nó sẽ đổi thành y mũ 2 trừ cho 4y cộng 3 bằng 0. Rồi, kiểm trải bài này thì em nào mà tham gia khóa học V81 rồi thì nó khỏe hơn. Còn những bạn chưa thì hơi cực đó. Trừ y trừ 3y cộng 3 bằng 0. Tách ra. Mà kỹ thuật tách này là cả một vấn đề luôn nhé. Tại sao lại tách như vậy mà không phải tách cái khác? Thì trong khóa học đã nêu rất rõ ha. Tiếp tục. Ở nhóm thứ nhất, thầy nhóm lại không phải đổi dấu bởi vì đằng trước không có dấu gì hết. Ở nhóm thứ hai, đằng trước nhóm là dấu âm nè, vậy khi nhóm thực bên trong phải đổi dấu đó nghe. Đổi bằng không. Tiếp tục, nhóm thứ nhất rút y ra, ở trong còn y trừ 1. Nhóm thứ hai rút 3 ra, ở trong còn y trừ 1. Rồi hai nhóm rút y trừ 1 ra, ở trong còn y trừ 3 bằng không. Lại trở về cái kiểu bài toán mẹ tách thành những bài toán con hồi nãy thầy dạy. Vậy ta có hai bài toán con y trừ 1 bằng không hoặc là y trừ 3 bằng bằng không. Vậy cuối cùng kem ra y bằng 1. Y bằng 1. Hoặc là y bằng bằng 3. Nhưng các em lưu ý nha, người ta bắt mình tìm x chứ không phải tìm y đâu ha. Y chỉ là một thằng làm thuê thôi, mình mướn nó, mình mượn nó giúp mình thôi. Giờ trường hợp 1 nè. Y mà bằng 1 á thì kim suy ra là y ở đâu mà ra? Y là ở đây mà ra nè. Đó, y bằng 1 thì 2x bình cộng x sẽ bằng 1. Rồi, từ đây thì suy ra là 2x bình cộng x trừ 1 sẽ bằng 0. Rồi giờ lại giải tiếp. Rồi thầy lại dùng cái kỹ thuật mà thầy dạy trong khóa học V81, thầy tách ra 2x mũ 2 trừ x cộng cho 2x trừ 1. Tham gia khóa học đó thì các em sẽ biết là cách tách như thế nào để thực hiện được thôi. Cũng dễ òm thôi ha. Hôm nay không có thời gian nhiều, thầy hướng dẫn nhanh nè. Hai cái này nhóm lại thành một nhóm không phải đổi dấu. Hai cái này cũng nhóm lại không phải đổi dấu. Bởi vì trước các cái nhóm đó đều là dấu cộng hết kìa. Rồi ở nhóm thứ nhất thì rút x ra, ở trong còn 2x trừ 1. Nhóm thứ hai ở trong còn 2x trừ 1. Tiếp tục rút 2x trừ 1 ra, ở trong sẽ còn x cộng cho 1 bằng 0. Rồi giải hai bài toán con thì ta sẽ có 2x trừ 1 bằng 0 hoặc là x cộng 1 bằng 0. Giải hai bài toán này các em sẽ có x bằng 1 phần 2 hoặc là x bằng âm 1. Vậy này ta có hai kết quả là một cái là phân số, một cái là số nguyên bằng nguyên âm. Nhưng mà người ta lại đòi là số nguyên dương ít kem. Cái đề người ta đòi số nguyên dương ít thỏa mãn mà. 1 phần 2 không phải số nguyên là phân số bó tay rồi. Trừ 1 là số nguyên nhưng mà lại âm mất. Thì nãy giờ ta giải trường hợp 1 là giải đã đời chứ không được lấy, không được lấy kết quả nào hết. Giờ ta qua trường hợp 2. Trường hợp 2 là y bằng 3. Mà y ở đâu ra?
Y chính là hai bình cộng x nè. Từ đầu bài mình đặt nó thành y ha. Dễ dùng 3 tức là 2x bình cộng x bằng 3 đó. Rồi ta lại giải giống trên trường hợp 1 nè. Suy ra là trừ 3 sẽ bằng 0. Bây giờ ta lại tách 2x bình 2x bình trừ 2x cộng x bằng 0. Chắc các em cũng đang thắc mắc là ủa, à xin lỗi các em ha, đây là trừ x cộng 2x. Chắc các em thắc mắc là tại sao thầy tắt như thế ha? Tại sao lại tắt như thế mà không phải tắt cái khác? Thì mọi chi tiết thầy hướng dẫn trong khóa học V81 của các em nhé. Rồi bây giờ ở cái nhóm thứ nhất thầy nhóm lại, thầy rút x ra ngoài. Coi chừng sai, coi chừng sai. Tách này là không được, tách này là sai liền. Xin lỗi các em, trừ 2x cộng 3x mới đúng. Đó, thấy chưa? Cũng là 1x thôi. Mà tại sao lại tách thành trừ 2 cộng 3 mà không phải là trừ 1 cộng 2, không phải là trừ 3 cộng 4 vân vân. Thì giờ tạm thời thầy chỉ có thể nói là tách như thế này á, thì khi mình nhóm với lại hạng tử cuối, hạng tử đầu thì mới có nhân tử chung ha. Còn bí quyết để tách thì nó có cái bí quyết chung hết ha. Hồi cuối giờ thầy sẽ nói một chút. Này rút 2x ra ngoài thì ở trong là còn x trừ 1 cộng cho 3 nhân cho x trừ 1 kìa, bằng 0. Tới đây thầy rút x trừ 1 ra, ở trong còn 2x trừ 3 bằng 0. Tới đây ta lại tách bài toán mẹ này thành hai bài toán con, x trừ 1 bằng 0 hoặc là 2x trừ 3 bằng 0. Giải hai bài toán con này thì tôi đảm bảo đứa nào cũng giải được ha. X bằng 1 hoặc là x sẽ bằng 3 phần 2. Rồi 3 phần 2 là số, không phải số nguyên, bỏ đi. X bằng 1 là số nguyên mà số nguyên dương nữa nè. Vậy ta lấy số 1. Chà, dàn nàng gốm à. Quá dàn nàng luôn. Như vậy nãy giờ các em giải rất nhiều bài toán tìm x mà nó có dạng là, nó có dạng là AX mũ 2 cộng BX cộng C bằng 0. Cái này người ta gọi là phương trình bậc 2 đó các em. Phương trình bậc 2 đó các em. Phương trình bậc 2 ha. Thì để giải phương trình bậc 2 này thì thầy có cái cách rất hay dành riêng cho lớp 8. Đã trình bày trong khóa học V81 ha. Em tìm, đăng ký và học, nghiên cứu. Bây giờ ta chọn đáp án là 1. Và mình nộp bài. Không gặp câu hình cái nhỉ. Nhớ trang web của thầy buongluon.wordpress.com. Đăng ký khoa học V81 để được nâng cao kiến thức. Rồi ta nộp bài. Hẹn gặp lại các em ở cái nick thi số 2. Tạm biệt các em.